Lâu nay, thực trạng nhiều người điều khiển xe máy đi ngược chiều đoạn phía đầu hẻm 51, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, giao với đường 3 tháng 2 diễn ra khá thường xuyên. Theo đúng quy định, để di chuyển từ đầu hẻm 51 hướng về trung tâm quận Ninh Kiều, thì bà con phải đi về hướng giao lộ đường 3 tháng 2 với đường Nguyễn Văn Linh rồi quay lại. Tuy nhiên, đoạn đường này khoảng 1 km, trong khi đó điều khiển phương tiện đi ngược chiều từ đầu hẻm đến ngã ba giao với đường 3 tháng 2 và đường Trần Ngọc Quế chỉ khoảng vài trăm mét. Do đó, để rút ngắn thời gian và đoạn đường, nhiều người chọn phương án đi ngược chiều. Tuy nhiên, hành vi này vừa vi phạm quy định về an toàn giao thông, vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Tình trạng chạy ngược chiều chẳng tái diễn nhiều. Mặc dù lực lượng chức năng bên cảnh sát giao thông người ta cũng đã làm việc, quay clip và cũng đã bắt giữ rất là nhiều trường hợp, nhưng cũng không có khuyên giảm. Thì nói chung mình cũng khuyên người đi đường là bên hẻm 51 và thiệt hại cũng chưa mới lên, là nó chắc theo giao thông chạy đúng chiều đã bị bắt để không có xảy ra tai nạn ngoài ý muốn khi mình đi hè ngược chiều từ hẻm 51 đi qua. Ban an toàn giao thông thành phố sáng nay cũng đã chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành về trật tự an toàn giao thông tiếp tục là ra quân và xây dựng cái kế hoạch lịch hoạt động của đoàn, tập trung vào xử lý thường xuyên hơn nữa đối với các hành vi đi ngược chiều, đặc biệt là tại cái khu vực hẻm 51, rồi đường dẫn của cầu Cái Răng, vân vân. Thì hy vọng rằng là với cái đợt ra quân này á, thì chúng tôi sẽ xử lý một cách triệt để hơn, và chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là tham gia giao thông ở khu vực này là phải đảm bảo an toàn, đặc biệt là tuân thủ biển báo cũng như là việc tổ chức giao thông của ngành chức năng. Căn cứ khoản 5 điều 6 Nghị định 100/2019 NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm C khoản 4 điều 2 Nghị định 123/2021 NĐ-CP, hành vi điều khiển xe máy đi ngược chiều sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Ngoài ra, căn cứ điểm B khoản 10 điều 6 Nghị định số 100/2019 NĐ-CP, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.